Ông bố khoác lác. Nè, Bình ơi, Bình, dậy đi. Mặt trời lên cao bằng con sào rồi. Hôm nay phải cày để còn bỏ phân nữa cơ đấy. Tôi... để cho tôi ngủ thêm một tí nữa đi. Vẫn còn sớm chán mà. Cứ lười nhác thế này thì bao giờ mới khá lên được đây hả? Ôi trời, giàu nghèo thì chết có mang đi được đâu mà than với thở. Không mặc nhiều áo ấm vào, mặc thế này không thấy rét hả? Đây là tất cả số quần áo nhà tớ rồi, làm gì còn nữa đâu mà mặc. Vậy hả? Thế không bảo mẹ cậu mai cho miếng chăn làm áo mà mặc, chăn bông ấy, ấm lắm, như áo của mình đây nè. Nhà tớ không có chăn. Không có chăn ư? Nhà ai mà chả có chăn cơ chứ? Tớ đắp bằng rơm, mẹ bệnh cho một cái chăn to làm bằng rơm, cũng ấm lắm đó. Vậy hả? Cha, cha. Mày ra đây cha bảo. Dạ, có việc gì thế hả? Tèo à, lần sau không được nói thế nghe không? Sao hả cha? Con à, lần sau con không cần phải nói rõ về hoàn cảnh nhà mình đâu nhé. Nghĩa là sao ạ? Ừ, thì chẳng hạn như khi người ta hỏi là nhà mình đắp bằng gì thì phải nói là đắp bằng chăn bông, rất ấm áp, chứ không được nói là đắp bằng rơm nghe chưa? Tại sao lại phải nói như thế ạ? Thì cứ nói thế có mất mát gì đâu, cho nó sang cái miệng nghe không? Cho sang cái miệng. Hay quá. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mình, dậy sớm sớm đi nhé. Hôm nay có các bác sang giúp đào hộ cái giếng đó. Được rồi, tôi dậy ngay đây. Dậy luôn đi nhé, đừng có nấn ná thêm nữa đó. Chào các bác. Quý hóa quá. Thôi chết, để người ta thấy mình đắp chăn rơm, các bác ấy lại cười cho. Chú Sâm, chúng tôi đến rồi đây. Chào hai bác. Mời hai bác ngồi đây uống chén nước đã. Thằng Tèo đâu? Rót nước mời hai bác nào. Cháu chào hai bác. Ừ, Tèo ngoan quá. Cha ơi. Gì thế? Ở trên áo cha có sợi bông kìa. Ơ kìa, rõ là cọng rơm, sao cháu lại gọi là sợi bông? Dạ, vì cha cháu dặn là khi nói chuyện với người khác không được bảo nhà cháu đắp chăn rơm mà phải nói là chăn bông. Bốn con rối. Ngày xưa, có một cặp vợ chồng chuyên nghề làm rối. Họ luôn bán những con rối với giá rẻ. Với những người nghèo, họ thậm chí có thể cho không. Mẹ ơi, sao cha lại cho họ con rối đó? Mất bao nhiêu công sức mới làm được cơ mà. Cha mẹ làm ra những con rối để mang lại niềm vui cho mọi người. Và cha mẹ đã nhận được nó, thế là đủ lắm rồi con ạ. À. Nhưng A-ung không hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Cậu chỉ biết rằng mình không được sung sướng như con cái những gia đình buôn bán trong vùng. Lớn lên, A-ung đã chán ngán cuộc sống làm rối buồn tẻ. Cậu quyết định rời khỏi nhà để đi làm ăn xa. Con không muốn kiếm những đồng tiền ít ỏi nữa. Con muốn làm một thương gia có thật nhiều của cải. Cha chỉ có bốn con rối này là vật mà tổ tiên truyền lại. Con hãy mang chúng theo phòng thân.
Những con rối này thì làm được gì hả cha? Đây là con rối thần tiên, nó sẽ giúp con vượt qua mọi nguy hiểm. Còn đây là con rối yêu tinh và thần tài, chúng sẽ giúp con kiếm được nhiều của cải và làm cho chúng ngày một sinh sôi. Vật tuyệt vời như thế, sao cha không sử dụng đi? Cha đã từng sử dụng chúng, nhưng sau đó cha cảm thấy không còn cần đến chúng nữa. Nếu thế, con sẽ dùng chúng thay cha. Con hãy mang theo con rối quân sư này nữa và dùng nó khi con thấy buồn nha. Vâng, nhưng chắc con không cần đến nó đâu ạ. A-ung mang theo những con rối tự tin lên đường. Để đến được đô thị phồn hoa, cậu phải vượt qua một khu rừng thẳm. Chết rồi, có sói. Rối thần tiên, rối thần tiên đâu rồi? À! Con rối hóa thành người ư? Ta sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thật là thần kỳ. Rối thần, hãy giúp ta trở nên giàu có đi nào. Cơ hội làm giàu sẽ tới ngày thôi, chủ nhân cứ để tôi lo. Chúng ta sẽ làm thế này. Những món đồ này thật là tinh xảo. Cậu quá có con mắt tinh tường, nhưng cổ vật này đảm bảo không có ai có cái thứ hai trên đời đâu. Nghiên mực này bao nhiêu tiền? Nghiên đó giá 10 đồng. Rẻ vậy ư? Chúng tôi làm ăn thất bát nên mới phải bán rẻ để trả nợ, chứ tôi thật không nỡ bán một chút nào. Ông gặp may rồi, cậu chủ tôi vốn yêu thích các đồ vật cổ, cậu sẽ mua hết quầy hàng của ông với giá gấp đôi. Thật sao? Và tất nhiên rồi, không thể để những vật quý rơi vào tay kẻ không hiểu giá trị của chúng được. Cảm ơn cậu, cậu là ân nhân của chúng tôi. Tiền của ông đây. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ đi nơi khác mở cửa hàng, bán những món đồ này với giá cao, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Sao toàn là đá thế này? Trời ơi, ta đã bị lừa rồi. Con rối thần tài dạy cho A-ung cách buôn bán. Chẳng mấy chốc, cậu đã trở nên giàu có. Của cải càng nhiều, cậu càng được các tiểu thương vùng để ý. Nhưng A-ung lại không thích họ. Vì cậu đã phải lòng cô gái thêu tranh hiền lành, cậu thường xuyên ghé đến cửa hiệu tranh thêu chỉ để gặp nàng, nhưng nàng luôn lạnh nhạt với cậu. Có khách muốn gặp con đặt mẫu thêu đấy. Dạ vâng ạ. Lại là cậu sao? Phiền cậu tìm thợ thêu khác đi, tôi không đủ năng lực để tiếp cậu đâu. Khoan đã, vì sao nàng lại ghét ta đến thế chứ? Ta giàu có nhất vùng này, nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng mà. Tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của cậu, nó có được từ những món đồ ăn cắp thôi. Cậu có nhớ tới người thương gia mà cậu đã lừa lấy hết hàng hóa? Người ấy chính là cha của tôi đấy. Hả? Sao? Cha nàng? Cậu lừa hết số tài sản cuối cùng của gia đình tôi, đẩy chúng tôi vào cảnh nợ nần khốn cùng. Ta sẽ trả lại toàn bộ tài sản cho cha nàng, thậm chí nhiều hơn nữa. Chúng tôi không cần đồng tiền bẩn thỉu đó đâu, cậu hãy về đi cho. Từng lời nói của cô gái như xuyên vào trái tim A-ung. Chưa bao giờ A-ung cảm thấy đau đớn đến như thế. Đúng lúc đó, cậu nhớ tới lời dặn của mẹ. Quân sư ơi, hãy cho tôi biết tôi nên làm gì đây. Những tham niệm đã khiến cậu đi sai đường. Hãy buông bỏ những thứ không phải của mình để có một cuộc sống thanh thản. Nghe lời rối quân sư, A-ung chia hết của cải cho những người nghèo, còn bản thân thì rời khỏi dinh thự xa hoa. Cậu tự tay làm những con rối để trang trải cuộc sống. Giống như cha mẹ, cậu sẵn sàng tặng không cho những người nghèo cần tới chúng. Anh có thể làm giúp tôi một con rối được không? Là nàng sao? Tôi nghe nói anh đã bỏ hết của cải để cho người nghèo. Chỉ có làm như thế, tôi mới chuộc lại lỗi lầm của mình. Rời khỏi cuộc sống đó, tôi thấy thanh thản hơn rất nhiều. Tấm lòng của A-ung đã khiến cô gái cảm động. Nàng bằng lòng cùng với A-ung trở về nhà để làm đám cưới. Giờ đây, A-ung chỉ còn là một chàng trai nghèo, kiếm sống bằng khả năng của chính mình, nhưng chàng lại vô cùng hạnh phúc. Làm giàu.
cha ơi. Cha, cha chắc không còn sống được bao lâu nữa. Hai anh em các con hãy nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau làm ăn. Vâng, chúng con xin nghe theo cha. Cả đời cha tích góp dành dụm, gia tài cả thảy có 3 vạn lượng vàng. Cha chia cho mỗi người 1 nửa. Các con hãy dùng tiền bạc đó để tự làm ăn, nuôi thân. Cha ơi, cha đừng bỏ anh em con. Cha ơi. Không ngờ cha chúng ta lại để lại được nhiều vàng bạc như vậy. Giờ chúng ta có thể thoải mái ăn sung mặc sướng, khỏi phải lo nghĩ. Anh lại không nghĩ như vậy. Trước nay chúng ta chưa lo liệu việc gì, mọi việc đều một tay cha làm nên. Nay chúng ta ôm một đống vàng, nếu không biết làm ăn, chỉ ngồi ăn thôi thì bao nhiêu cũng hết. Sao anh cứ khéo lo hảo? Chúng ta có tiền, chúng ta đầu tư mở tiệm buôn, rồi thì tiền cắt đẻ ra tiền. Chúng ta không có kiến thức, cũng chưa từng ra ngoài làm ăn. Anh nghĩ chúng ta nên dùng ít tiền đi lên tỉnh, xem người ta làm ăn ra sao rồi học theo. Bàn tới bàn lui vẫn không thống nhất được. Thôi thế này, anh em mình chia đôi chỗ vàng này, rồi mỗi người đi một hướng làm ăn. Được. Cậu Mạnh, nhanh chân lên, còn 4 xe ngựa chất đầy vải. Vâng. Đây là vải tơ tầm thượng hạng nên rất dễ bị làm giả. Nếu khi đốt, ta thấy có mùi khét như tóc cháy và than vón tròn. Lấy ngón tay miết nhẹ, thấy than tan ngay, thì đó là sợi tơ tầm. Mình đã học được các loại vải rồi. Tháng này phải đặt mục tiêu, học được cách quản lý bán hàng. Không biết giờ này em Quý như thế nào rồi? Cuộc sống có tốt không? Chúc mừng, cửa hàng to đẹp quá. Chúc mừng khai trương nhé. Cảm ơn các vị đã đến dự lễ mừng khai trương cửa hàng gạo của chúng tôi. Tôi xin kính các vị một ly. Cạn ly. Ông chủ, có vị khách hỏi chúng ta có thể giao 2 tạ gạo đến nhà cho ông ấy được hay không. Ta đã giao cho cậu trông coi cửa hàng thì cậu tự quyết định đi. Dạ. Ông Quý, phía nam của kinh thành có một tủ lầu rất nổi tiếng. Hôm nào chúng ta đến đó thưởng thức chứ. Đi chứ, chỗ tốt như thế thì chúng ta phải đến đó cho biết. Đúng, kinh thành này có gì hay, chúng ta phải thưởng thức hết. Ông chủ Quý, nghe nói ngài mở cửa hiệu to nhất kinh thành, chúng em chúc ngài làm ăn phát đạt. Cạn ly. Vậy ở đây nghe nói là tốt nhất kinh thành. À, chào ông. Ông đúng là tin tường. Ông đang tìm loại vải nào ạ? À? Đương nhiên là tơ tầm thượng hạng. À, có ngay thưa ông. Cậu Mạnh, mang sắp lụa tơ tầm thượng hạng ra đây. Dạ. Dạ thưa quý khách, lụa đây ạ. À? Mạnh, sao lại là anh? Quý, sao lại là em? Sao anh ngốc thế? Có vàng đem cất mà đi làm đầy tớ cho người ta. Đâu có, là anh đang học làm kinh doanh đấy chứ. Rõ ràng là làm đầy tớ cho người ta, để người ta sai bảo mà bảo là học làm kinh doanh. Bây giờ cửa hàng gạo của em là to nhất kinh thành này. Thôi anh nghe em, theo em về hùn vốn cùng em làm ông chủ. Anh cần phải làm việc ở đây để học hỏi thêm nữa. Vậy tùy anh, sướng không muốn lại muốn khổ. Tại sao 3 tháng rồi không bán nổi một tải hàng nào? Tại vì hồi mới nhập gạo về bán, thấy bán được hàng nên ông chủ bảo mang hết vốn ra mua gạo về bán cho mấy năm. Không ngờ năm nay có một loại mới ngon hơn, các cửa hàng khác lấy về bán. Chúng ta lại không có tiền nhập hàng, gạo tồn kho của chúng ta không ai mua, mọt hết cả rồi. Trời ơi. Anh Mạnh, đây là... Quý, bay quá em đã về rồi.
anh có lên kinh thành tìm em mà thấy tiệm gạo đóng cửa. Tiệm vải này là anh mở sao? Ừ, anh đã mở tiệm vải được 3 tháng nay rồi, làm ăn cũng được. Ờ, chúc mừng anh giỏi quá. Anh giỏi gì đâu, chỉ là anh học được từ nhiều người khác thôi. Chú mà không chê thì về làm với anh. Hai anh em mình chung lưng đấu cực, sợ gì không thành công. Em, giờ em không còn gì cả. Hai bàn tay trắng, em đã học được một điều. Không có kiến thức thì chẳng làm được gì cả. Chiếc bình thần kỳ. Chà, mới vào mùa hè mà đã nóng thế chứ. Chà, gì thế nhỉ? Ôi, một chiếc bình xanh tuyệt đẹp. Tôi đã cắt được hết vạt cỏ đằng kia rồi. Thế mình cuốc đất thế nào rồi? Mà mình đang cầm cái gì trên tay thế? Mình nhìn xem, cái bình này đẹp không? Một chiếc bình sành cũ rích. Tôi chẳng thấy đẹp gì cả. Mà chiếc bình này thì được tích sự gì cơ chứ? Mà thôi, trưa rồi, mình nghỉ tay ăn cơm đã. Trời ơi, mình xem kìa. Lạ quá, cái liềm của tôi. Sao tôi cắm một cái mà lại mọc ra nhiều cái thế này? Trời đất, đây đúng là bình thần rồi mình ạ. Tôi có mơ không vậy? Thôi, chúng ta cứ về đã, thử cho một thứ số khác vào xem thế nào. Mình nói đúng đấy, nếu đây thực sự là chiếc bình thần, thì chúng ta sắp thoát nghèo rồi. Mình đem gạo đến đây xem nào. Trời ơi, vậy là chúng ta đã thực sự không còn nghèo nữa rồi, chiếc bình tuyệt diệu quá. Anh đi đâu mà vội thế? Năm nay, hạn hán đói kém quá. Tôi phải sang nhà phú ông vay ít gạo về cho các cháu ở nhà. Lão phú ông thường cho vay nặng lãi. Nhưng như thế còn hơn là không có gì ăn. Các cháu suốt từ hôm qua đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Bác đừng đi, sang nhà em lấy gạo về mà ăn. Sao cơ? Chẳng phải nhà chú rất nghèo sao? Đâu có khác gì nhà tôi, lấy đâu gạo mà cho tôi vay? Không phải em cho bác vay, mà là cho, bác cứ theo em về nhà. Em sẽ cho bác biết một bí mật. Thật ư? Mình ơi, có bác Tí Sang này. Mình mang chiếc bình quý và nắm gạo ra đây. Em chào bác. Chào cô. Anh Sửu có nói với tôi sẽ cho tôi biết một bí mật, làm tôi tò mò quá. Vâng, bác sẽ biết bí mật ấy ngay đây ạ. À, bác xem nhé. Thật kỳ diệu. Bác nhớ nhắn với mọi người đến nhà em lấy gạo về ăn nhé. Cảm ơn cô chú quá. Cô chú thật tốt bụng. Từ ngày nhà này có chiếc bình quý, mình mất hẳn người làm công. Không những thế, còn không ai đến vay nặng lãi nhà mình nữa. Thật bực mình. Mình phải tìm cách lấy bằng được chiếc bình này. Chỉ cần có chiếc bình này, ta sẽ giàu to. Bọn dân làng không còn chiếc bình nữa, cũng phải đến làm thuê cho ta thôi. Bà vào nhà tôi bảo. Ông có chuyện gì mà cứ thì thà thì thục thế? Tên Sửu có chiếc bình rất quý, cho mọi thứ vào đó nó sẽ nhân lên thành rất nhiều. Tôi định tìm cách lấy chiếc bình đó đem về nhà mình. Chỉ cần bỏ chút vàng vào đó thì vàng sẽ đầy bình, chúng ta tha hồ giàu có. Đừng, tôi nghĩ không nên đâu. Người ta có chiếc bình ấy là người ta có phước, mà người ta cũng nghèo. Có chiếc bình, người ta cũng đỡ khổ, người ta còn giúp đỡ cho bao nhiêu người khác nữa. Ông không nên làm thế, chẳng ra làm sao cả. Bà thì biết cái gì? Không muốn giàu hả? Thì nhà mình cũng có thiếu cái gì đâu, sao ông cứ muốn giàu hơn nữa để làm gì? Được, bà không đi cùng tôi, thì tôi sẽ đi một mình. Lúc ấy đừng có cầu xin tôi đấy. Giờ ta phải xem chiếc bình này có gì kỳ diệu mà nó lại có thể nhân mọi thứ lên nhiều thế. Ôi, chết tôi rồi. Cứu tôi với bà con ơi. Thằng Dần. Nhìn tay lão phú ông kìa, đang là ăn cắp cái bình của anh Dần rồi. Tham cho lắm vào, bây giờ nhiều tay tha hồ mà vơ vét nhé.
Chiếc bút bị mất. Cậu đã nhìn thấy cái bút mẹ tớ mới mua cho chưa? Bút nào, có đẹp không? Đẹp chứ, có hình siêu nhân hẳn thôi. Vào lớp tớ lấy cho mà xem nha. Bút này mẹ tớ mua tận nước ngoài, đảm bảo không ai có đâu. Ơ, sao lại không có? Hay cậu để quên ở nhà? Không, tớ có mang đi mà. Trước giờ ra chơi tớ còn lấy ra viết. Mà chắc chắn là có ai lấy rồi. Tớ phải đi mách cô mới được. Sao? Con bị mất chiếc bút hình siêu nhân à? Vâng. Chiếc bút mẹ con mới mua hôm qua à. Con mới viết có một lần à. Em có sao không? Dạ, em không sao. Em xin lỗi cô. Em chào cô. Cô có cách tìm lại chiếc bút cho con rồi. Thưa cô, cách gì ạ? À? Khẽ nào, chuyện này phải bí mật mới thành công được. Con vẫn chưa hiểu ạ. Con hãy làm theo lời cô nha. Cô chắc chắn sẽ tìm lại được bút cho con. Cách gì ạ? À? Dạ, vâng, vâng ạ. Hồng Mai, cậu gọi tớ à? Tặng cậu nè. Ơ, sao lại cho tớ? Cuốn vở này tớ được tặng, nhưng tớ có nhiều vở rồi nên tớ tặng lại cho cậu. Tớ đừng ngại, tớ biết cậu cũng thích siêu nhân mà, cứ nhận đi. Tớ không nhận đâu. Cậu đồng ý nhận đi, đừng ngại. Chúng mình là bạn tốt mà, chẳng phải cậu rất thích siêu nhân hả? Bạn tốt ư? Đúng vậy, vì chúng mình là những người bạn học cùng lớp mà. Tớ không xứng đáng. Sao cậu lại nói thế? Có gì mà không xứng đáng chứ? Tớ đã lấy trộm chiếc bút của cậu, tớ không xứng đáng. Trả lại cậu nè, tớ xin lỗi. Hả? Thì ra là cậu dám lấy chiếc bút của tớ à? Tớ xin lỗi, chỉ vì tớ thích chiếc bút ấy quá mà nhà tớ nghèo, mẹ tớ không có tiền mua cho tớ nên... Lẽ ra tớ không nên lấy chiếc bút của cậu. Tớ sai rồi, cậu tha lỗi cho tớ nha. Nhưng... cậu phải hứa từ nay không được lấy của ai thứ gì nữa. Tớ mới tha cho cậu. Cậu chịu tha thứ cho tớ sao? Tớ hiểu rồi. Tớ hứa sẽ không bao giờ lấy của ai thứ gì nữa. Cậu tha cho tớ nha. Ừ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy cậu đồng ý nhận cuốn vở này nha. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân của nhau. Chịu không? Chịu. Cô ơi, con đã làm theo lời cô dặn. Bạn Hùng đã biết lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa. Con làm tốt lắm. Tất cả là nhờ cuốn vở của cô. Nhờ nó mà con và bạn Hùng đã trở thành bạn tốt của nhau. Con cảm ơn cô. Con thấy đó, phạt bạn thì dễ lắm, nhưng đó không phải là cách làm tốt nhất. Các con cần phải biết yêu thương, đối xử tốt với nhau, và đặc biệt là phải biết tha thứ. Có thế con mới có được những người bạn tốt. Con hiểu rồi. Thôi con về lớp đây. Con chào cô. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.